nay shop mình vừa mới về một đàn common có cả mai vàng lẫn mai đen. Thì hôm nay mình sẽ cho mọi người xem sự khác biệt hoàn toàn giữa hai loại mai. Loại mai vàng này size tầm 4 5 phân, mình đang bán với giá 556. Mình đang bán với giá là 300.000 một cháu. Loại màu đen này thì mình vẫn đang bán với giá là 200.000 một cháu cho mọi người ạ. Size tầm 4 phân. Tặng cam mà đã ba quên. Còn tất cả những cháu này mua kìa đen hay vàng đều mua đều tặng một lạng Kama trị giá 70.000 à. Thế mở có luôn. Kama. Ta mở page kho rùa lên. Mọi người đặt hàng vui lòng tìm trang page kho rùa quân hàng giúp mình để đặt hàng nhé. Hiện tại là do page của mình hiện đang bị khóa nên là chuyển qua page mới là kho rùa quân hàng. Mọi người like và ủng hộ mình nhé mọi người. Mình xin cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người.